dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt của đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã. Đội xung kích là lực lượng tại chỗ tham gia xử lý giờ đầu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, dân quân tự vệ tại các địa bàn thuộc quân khu 4 đã khẳng định được vai trò là lực lượng tại chỗ, kịp thời ứng phó, giúp nhân dân vượt qua hoạn nạn, nguy hiểm. Hàng năm, ngoài chương trình huấn luyện cơ bản, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã cập nhật huấn luyện thêm một số nội dung mới về các kỹ năng ứng phó với mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng dân quân tự vệ. Trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 vừa qua, lực lượng dân quân các địa phương đã chủ động, linh hoạt phối hợp với các lực lượng khác xử lý các tình huống khẩn trương, hiệu quả. Bão lũ dù đã làm thiệt hại khá nặng nề về tài sản nhưng thiệt hại về người đã được giảm đến mức thấp nhất. Tại Quảng Bình, lực lượng dân quân tự vệ ưu tiên tuyển chọn những đồng chí có sức khỏe tốt, có kỹ năng bơi lội, đồng thời huy động các thanh niên trẻ khỏe, có tinh thần trách nhiệm vào đội xung kích cứu hộ, cứu nạn. Trước mỗi cơn bão, mưa lũ hay tình huống thiên tai, lực lượng này lập danh sách những gia đình trong diện có nguy cơ bị ảnh hưởng cần phải sơ tán. Tại các thôn đều thành lập đội xung kích từ 10 đến 20 người, các xã có một trung đội dân quân, hàng năm đều tổ chức ôn luyện các kỹ năng về cứu hộ, cứu nạn. Mới đây, trận đại hồng thủy diễn ra khá bất ngờ, gây ngập 2-3 mét tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Với thế mạnh của ngư dân biển, lực lượng dân quân xã Ngư Thủy đã huy động 25 chiếc thuyền đánh cá từ các cửa biển vượt khoảng 15 km ngược lên đồng bằng cứu được hàng trăm người và nhiều tài sản. Trong đêm tối, lại chưa thông thạo đường xá, nhưng các dân quân làng biển vẫn lần theo tiếng kêu cứu của người dân để vào tận nhà, kéo bà con lên thuyền rồi đưa đến nơi sơ tán an toàn. Chính nhờ lực lượng này, phương án 4 tại chỗ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, hàng năm, huyện đều bảo đảm kinh phí để huấn luyện, mua sắm các trang thiết bị. Một số xã đã triển khai phong trào quyên góp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ để động viên anh em yên tâm làm nhiệm vụ. Từ thực tế hoạt động của dân quân tự vệ cũng đang đặt ra vấn đề cần nghiên cứu bổ sung trang bị, tăng cường huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho dân quân tự vệ. Ứng phó với loại thiên tai nào thì phải có tổ chức, chỉ huy, lực lượng phù hợp với loại thiên tai đó. Ví dụ trong lũ lụt gây ngập nước thì nên tổ chức, thành lập các tổ, đội tìm kiếm cứu nạn tại các khu dân cư, trong đó lựa chọn người biết nghề sông nước làm nòng cốt, cùng các thành viên là dân quân tự vệ, dự bị động viên, huy động phương tiện tàu, thuyền, xuồng nhỏ của người dân, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất. Cùng với đó là công tác bảo đảm, tổ chức thông tin liên lạc, tiến hành công tác tuyên truyền, động viên, khen thưởng kịp thời nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng dân quân tự vệ để làm nhiệm vụ. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.